Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Ăn Cơm Tám Tám. Hôm nay mình sẽ cùng để cho các bạn dễ tìm hơn, ngắn gọn, Giờ chúng ta sẽ cùng đến với bước 4, bước cuối cùng của mọi người vào xem video thì nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Ok, chúng ta đã đến với lại đi vào một bước bốn. Giờ này chúng ta đang chơi cân băng. Cân thì đã chạy vào con cuối cùng cân băng. Hôm trước ở bước 3 thì chúng ta chơi ở cân dương. Chúng ta đang di chuyển ở trên 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 chúng ta đang di chuyển ở tr
Chúng ta không thể quay trở lại được nữa.
Nhưng ở đây không thấy cái checkpoint. Không thấy cái checkpoint. Ok. Nát nát rồi. Không like nên là nó cũng bình thường. Ok. Có thằng đấy. Có thằng đấy. Rất là cân não nha mọi người nha. Cân não nha. Bắn cẩn thận luôn rồi. Mình cần một cây cấp là chúng ta sẽ phải thêm. Ok. Ok, đã đến được điểm checkpoint rồi. Sang một tiếng đây nào. Tìm kẻ nào xuống. Ui. Anh có máu lên kìa. Ui. Không biết được con nào mà may không con nào nó đâm mình vào mình. Ok, đã vượt qua cả đối lực tiếp theo. Go. 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 Ok, qua cả một, qua ly và một vũ 4 mọi người nhé.